Đây là chính thức sập cái tài khoản TikTok này là do một bạn hãm hại. Mừng quá luôn mọi người ơi, hôm nay Trâm Anh đã lấy lại được cái kênh TikTok gần 83.000 ca follow mà không tốn đồng bạc đồng xu nào hết trơn cả nhà ơi. Sẵn đây thì Trâm Anh cũng làm cái clip này gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Trương Hải Đăng. Các anh chị đang bán hàng ở trên TikTok á mà không muốn cái kênh TikTok của mình bay màu á giống như cái chị này nè thì đừng có bỏ qua cái video này nha, tại vì cái lỗi này đang nghĩ là sau này mọi người á cũng sẽ bị mắc phải đấy. Chị này là một trong những chị học viên bên Đăng nha mọi người. Chị này cũng hơi lớn tuổi rồi và bắt đầu chưa có biết gì về kinh doanh ở trên TikTok cả, nhưng bây giờ xây được một kênh bán hàng cũng rất là tốt. Trung bình doanh thu một ngày của chị này đó là trung bình từ khoảng 50 triệu cho đến 100 triệu một ngày nha mọi người. Bán hàng cực kỳ tốt luôn. Và có một giai đoạn chị này bị bay kênh nha mọi người. Còn cái lý do tại sao bị bay kênh một tí nữa Đăng sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người rút kinh nghiệm nha. Và khi bị bay kênh như vậy thì doanh thu của chị này giảm rất là sâu luôn. Và cũng may mắn là bây giờ lấy lại được kênh rồi, cho nên doanh thu cũng dần dần lấy lại được rồi. Và cái siêu sale 9/9 vừa rồi á thì cái doanh thu một ngày của chị này là hơn gần 90 triệu nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái kênh của mình giống như một cái nguồn tài sản của mình rồi. Chúng ta không biết giữ kênh, chúng ta không biết bảo mật kênh, đôi khi nó mất đi, nó giống như chúng ta mất một cái nguồn tài sản cực kỳ lớn. Và cái lý do cái kênh của chị này bị bay màu á là dính dáng tới vấn đề về thương hiệu nha mọi người. Trước đó chị này kinh doanh và bán hàng rất là nhiều cái dòng sản phẩm và thương hiệu khác nhau, chị này quay rất là nhiều cái video và giới thiệu thương hiệu khác nhau như vậy. Nhưng mà có một vài cái thương hiệu á chị này vẫn chưa xin được cái giấy về ủy quyền ở bên nhãn hàng ở công ty á, cho nên là đôi khi là họ không biết, họ thấy người ta bán cái sản phẩm này của họ mà chưa có giấy ủy quyền này kia đó, cho nên là họ đánh vấn đề về thương hiệu bản quyền và cái kênh á nó bị bay màu luôn. Và cũng may mắn là sau này cái chị này xin được giấy ủy quyền nha mọi người, cho nên là đăng lên rồi khiếu nại kia cũng may mắn gọi lại được kênh. Cho nên là khi mà mọi người kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó, mọi người nhớ là mọi người xin phép nhãn hàng hoặc là công ty, hoặc là ít nhất mọi người xin được cái giấy ủy quyền này kia mọi người mới bán. Còn nếu mà không, họ không biết họ có giấy đăng ký thương hiệu này kia, họ là chủ nhãn hiệu này kia, họ có thể đánh là sập cái kênh của mọi người luôn nha mọi người, bay màu vĩnh viễn luôn. Và bây giờ thì Đăng sẽ hướng dẫn, sẵn ở đây Đăng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người up cái giấy ủy quyền thương hiệu lên như nào để cho cái kênh của mình, cái shop của mình nó không bị quét nha. Để đăng được cái giấy thương hiệu hay là ủy quyền thương hiệu lên đó, thì mọi người sẽ vào cái trang Seller Center của mọi người nha. Và sau đó mọi người sẽ vào cái tab tài khoản của tôi nè, mọi người vào cái tab là cài đặt tài khoản giùm Đăng nè. Và mọi người kéo qua đây nè, kéo qua đây á thì mọi người sẽ thấy là trong cái phần cài đặt tài khoản này á, nó có một cái phần là nhãn hiệu nè. Nhãn hiệu nè, mọi người bấm một phần nhãn hiệu vào đây. Và sau đó thì đây là giao diện nha mọi người. Mọi người đây là trung tâm chứng nhận này kia nè, đây là giao diện của đó. Và mọi người bấm vào cái phần là thêm ủy quyền thương hiệu vào đây. Và nếu mà mọi người là chủ nhãn hiệu hay là này kia thì mọi người chọn ở đây. Còn nếu mà không là mọi người chỉ là người được ủy quyền thôi, nhà bán hàng được ủy quyền cấp 1 này kia nè, thì mọi người có thể bấm vào đây. Và sau đó thì mọi người up giấy tờ lên thôi. Mọi người bấm ok và mọi người up giấy tờ giấy ủy quyền này kia vào đây là ok thôi. Chúc mọi người thành công nha. Và Đăng có một nhóm Zalo là Home TikTok Shop, chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop. Và Đăng rất hay làm livestream và những cái Zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào thì Đăng để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.